Chào mừng các bạn đã đến với chương trình tuần này chơi gì số thứ nhất. Trong số lần này, chúng ta sẽ cùng đến với một đội hình, đó là Cuồng Chiến Norman. Nghe qua thì cực dị, nhưng nếu phát huy hết khả năng thì top 1 hoàn toàn nằm trong tay bạn. Đội hình gồm có Aaron, Kilgroth, Max, Adwin, Amelie, Rush, Thane, Moran và Omar. Các bạn sẽ có đủ 4 cuồng chiến, 3 người Norman, 2 đấu sĩ, 2 khoa học và 2 hắc ám. Có hai đấu sĩ một vàng là Max và Adwin cùng với Rush và Amelie đấu trận để kích hoạt bộ đấu sĩ và để cho Rush gánh sát thương sẽ giúp bạn vượt khó tốt hơn vì đội hình này rất cần cấp độ để hoàn thiện. Dùng Moran để kích bộ khoa học nhưng không có thì có thể dùng tạm một cung thủ khác đảm bảo lượng sát thương gây ra. Giai đoạn này khá quan trọng để kiếm đủ đội hình kích hoạt đủ 4 cuồng chiến, lấy nội tại đánh lan Kilgroth có sát thương rất cao, đề phòng trong trường hợp Moran không thể lên 2 sớm, bạn có thể tin tưởng Kilgroth. Omen có thể kích hoạt được bộ hắc ám, gây sát thương đốt, ngăn hồi máu của một số bộ trợ thủ hay là thủ vệ. Bộ trợ thủ đang khá mạnh, cho nên bạn hãy mua một số quân hắc ám để đổi bài khi cần thiết như Preta hay Nagroth. Giai đoạn này, các bạn sẽ cần một con cờ 5 vàng đủ sức mạnh để gánh đội khi vào cuối game. Sức mạnh của những quân cờ có 1, 2 vàng sẽ giảm đáng kể mặc dù cấp độ là 3 sao. Quân cờ quan trọng nhất nên kiếm là Thane, chống chịu tốt và có một kỹ năng sát thương chuẩn cực cao. Sát thương theo kiểu một nhát bổ đi luôn cả đội hình địch. Thane cũng là quân cờ người Norman hợp lý nhất để cho vào đội hình này. Cơ chế đổi đồ của cờ liên quân sẽ giúp các bạn giữ máu tốt hơn trong từng giai đoạn để có thể quyết định cờ nào cầm đồ để gánh đội. Những món đồ hợp với đội hình này tối ưu sát thương cho Moran bằng thanh kiếm và kiếm điện. Nếu Moran hơi yếu lúc đầu và giữa trận nên hãy để cho Kilgroth. Thane cần nhất là những món đồ nhiều năng lượng và phép thuật để tối đa sát thương như Ngọc Đại Pháp Sư, Sách Thánh. Nên xếp những tướng cuồng chiến đứng cạnh nhau để lao lên, dứt điểm mục tiêu bên đối phương. Với nội tại đánh lan, có thể bốc hơi bất kỳ vị trí nào, kể cả khi đó là dàn chống chịu 3 sao. Sát thương của Thane chúng càng nhiều quân địch càng tốt nên để bên góc để tận dụng hết khả năng. Khi gặp đội hình nhiều hồi máu, hãy cân nhắc đổi cờ sang hắc ám để lấy sát thương chống hồi máu. Chúc các bạn có được top 1 với đội hình cuồng chiến người Norman và nhớ đón xem tuần này chơi gì để có những đội hình top 1 xuất sắc nhất nhà. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những số lần sau. Theo dõi ngay kênh YouTube và trang fanpage Cờ Liên Quân Garena để nhận những thông tin mới và hấp dẫn nhất. Cờ Liên Quân thắng bại tại nhân phẩm.